Thưa quý vị và các bạn, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 62 vào tối qua 21 tháng 10. Tang lễ của đạo diễn được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm. Việt Trinh cho biết nhận tin từ hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay và vẫn chưa hết bằng hoàng. Chị nói trong một năm tôi nhận tin hai người giúp tôi thành danh trong phim ảnh là anh Trần Cung Bắc và Trần Cảnh Đôn qua đời. Tôi đau lòng khôn xiết. Việt Trinh kể khi Trần Cảnh Đôn làm phim Lý Thông Thạch Xanh, chị tham gia một vai phụ xuất hiện trong cảnh người hầu bê nước cho mẹ của Lý Thông thành lậu do Thành Lộc đóng. Khi đó tôi bị mẹ Lý Thông gõ vào đầu và bật khóc. Anh khen tôi nhập tâm tốt lắm và có gương mặt sáng sủa. Đó là cơ duyên nhận được trong vai chính Ngọc trong đá của anh và nổi tiếng Trịnh Kim Chi, đàn em thân thiết với đạo diễn nhớ gặp anh sau đợt giãn cách đầu tiên. cả hai còn trò chuyện vui vẻ ôn lại chuyện nghề nghiệp. Gần đây họ chưa gặp lại nhau xong thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vài ngày trước đạo diễn còn nhắn tin buồn khi nghe tin mẹ chị qua đời. Trước khi qua đời anh còn ấp ủ một dự án chưa kịp bấm máy. Trong ký ức của Trịnh Kim Chi, đạo diễn Trần Cảnh Đôn sông sáo đầy lửa nghề. Cả hai gắn bó từ phim Vòng vây tội lỗi năm 1993 đóng cùng Lê Công Tuấn Anh, Kim Khánh vân vân Chị cho biết các nghệ sĩ từng bảo với nhau làm việc với anh Đôn phải có thần kinh thép vì anh rất nóng tính. Dù vậy, ai cũng quý vì viết đạo diễn muốn tác phẩm được tròn trịa đạt chất lượng cao nhất. Với nữ nghệ sĩ, đàn anh là một trong những đồng nghiệp có sức làm việc đáng nể nhất chị từng biết. Thập niên 1990, anh ra phim liên tục, thậm chí sau này mở hãng phim riêng. Trần Cảnh Đôn từng thành danh với nhiều phim như Ngọc Trong Đá, Giáp Sát, Thạch Xanh Lý Thông, Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, Đô La Trắng, vân vân. Anh từng phát hiện và giúp các diễn viên đắt sâu chỉ sau khi góp mặt trong một số bộ phim như Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Việt Quang vân vân. Anh còn đạo diễn MV của các ca sĩ đình đám như Lam Trường, Đan Trường hay Cẩm Ly.